Mến chào quý khán giả đang theo dõi video trên kênh Triết Lý Nhân Sinh, nơi lan tỏa những giá trị sống tích cực đến mọi người. Bạn thân mến, trước nay chúng ta từng thường nghe đểu cáng để chỉ cho tính cách của đàn ông tồi. Nhưng ngày nay, phụ nữ đều cáng cũng xuất hiện không ít trong xã hội. Việc kết bạn hay kết hôn với cô nàng có tính ngang ngược, cháo trở này sẽ khiến bạn phải khổ sở và thiệt hại nhiều về tinh thần. Trong gia đình, một cô vợ có tính đều thì đàn ông cầm chắc khả năng bị phản bội là cao. Cho nên, để phòng ngừa điều này, đàn ông khi kết hôn nên tránh những nét tướng thường gặp của phụ nữ có tính trên. Xem nét tướng của phụ nữ có tính đều giả. 1. Lông mày vừa ngắn lại mỏng. Phụ nữ có lông mày vừa ngắn lại vừa mỏng thì chẳng hề có nổi một tính tốt nào cả. Họ cực kỳ bạc tình bạc nghĩa. Khi yêu, dễ căng thẳng với bạn trai chuyện tiền nong. Còn khi tan đàn sẻ nghé, bao giờ họ cũng coi như chưa từng gặp mặt, không biết đến sự tồn tại của người cũ. Trong cuộc sống, bạn bè, đồng nghiệp, người thân quen, hàng xóm láng giềng đều cạch mặt loại người này. Vì có gặp khó khăn cũng đừng bao giờ kỳ vọng được họ giúp đỡ. Thậm chí họ còn mượn gió bẻ măng, đổ thêm dầu vào lửa. 2. Xương mắt vùng lông mày nhô cao, lông mày nhạt màu. Xương mắt vùng lông mày nhô cao là đặc điểm của người đàn ông nam tính nhưng do dự, thiếu quyết đoán. Cộng thêm đặc điểm lông mày nhạt màu thì thật ra anh ta chính là một gã bạc tình chính hiệu. Với phụ nữ, đây là nhận diện của tuýp xấu tính, ích kỷ hại nhân. Họ sống chỉ nghĩ đến bản thân, không quan tâm để ý đến tâm trạng, tình cảm của người khác. Họ dễ nổi nóng vô lý, đòi hỏi vô cớ và luôn hành xử không có lý do rõ ràng. Đừng bao giờ cộng tác lâu dài, chọn mặt gửi vàng hay kết thân với kiểu đàn ông, phụ nữ này. Vì họ chỉ quen biết và thân cận khi bạn có giá trị lợi dụng nhất định mà thôi. Đặt mục đích, họ sẽ rũ bỏ bạn như một chiếc rẻ rách vô giá trị. 3. Lông mày mọc loạn xạ. Ai có lông mày mọc hỗn loạn thì tình cảm không bình ổn, cư xử cực đoan. Đàn ông lấy vài vợ kiểu này sẽ cực kỳ mệt mỏi, khổ sở vì sợ hãi, khủng bố tinh thần. Họ sẵn sàng dùng thủ đoạn để hãm hại đối thủ, làm cho người khác thân bại danh liệt mà không cần lý do nào cả. Sống với họ luôn ở trong trạng thái dè chừng như cưỡi lên lưng hổ. 4. Lông mày xếch. Kiểu lông mày này cho thấy người này tâm địa độc ác nhưng suy nghĩ lại đơn giản, hữu dũng vô mưu. Người ta gọi kiểu lông mày này là lông mày hình hổ. Lông mày của nam giới thì đậm nhưng thô, lông mày của nữ giới thì mảnh và nhạt. Nếu lông mày dày và thô, dài cả nam và nữ thì người này thường hung ác, tâm địa ác độc. 5. Sống mũi như lưỡi dao. Đây là kiểu sống mũi chỉ có xương mà không có thịt. Nếu có dính một chút ít thịt thì cô ấy còn là người có chút tình nghĩa. Nhưng nếu thẳng đứng, thẳng tắp, đầu mũi nhọn hoặc rìu hâu nhỏ mồm thì xin chia buồn là kiểu người này tiểu nhân, xấu tính và nhiều thủ đoạn vô biên. Họ luôn chèo kéo, lợi dụng người khác về tiền bạc tình cảm, chu cấp mọi bề, sau đó giáo hoành nói lời chia tay, rũ bỏ khi tìm được đối tượng cộng sự, đồng nghiệp tốt hơn về mọi mặt. Họ là điển hình của dạng ăn cháo đá bát. 6. Cười nói mắt không động đậy. Khi cười, bao giờ mắt miệng, tai và cả khuôn mặt của chúng ta cũng chuyển động, không ít thì nhiều. Nhưng nếu bạn gặp một gã trai, cô gái, tinh ý nhận thấy khi cười, họ diễn rất sâu, nhưng cơ mặt không động đậy thì đừng bao giờ kết giao. Đó là kiểu người xảo quyệt thủ đoạn, miệng nam mô, bụng một bồ sao găm. Còn tình cảm thì còn ngọt nhạt, nhưng khi tình hết duyên tàn thì hắn mới lộ mặt tiểu nhân, đo lọ nước mắm đếm củ sưa hành và sẵn sàng vạch áo cho người xem lưng. 7.
hay lườm. Những người này khi nói chuyện mà ánh mắt vẫn lườm, liếc nhằm đánh giá người đối diện và những người xung quanh. Đây là những người có nhiều thủ đoạn hay tính toán nhỏ mọn và lòng dạ lại hẹp hòi. Với những người này, dù miệng lưỡi họ có hay nói những lời ngọt ngào thì cũng khiến mọi người có cảm giác không muốn đến gần. Ba kiểu phụ nữ mà đàn ông khôn ngoan thường chọn làm vợ. Đôi khi có một số phụ nữ có giá trị nhan sắc bình thường nhưng lại có thể làm đàn ông khôn ngoan thành đạt để mắt tới và khao khát muốn cưới cô ấy làm vợ. Bởi với họ, phụ nữ có ba tính cách này sẽ là một người vợ, người mẹ và con dâu tốt. Điều này sẽ giúp cho gia đình nhỏ luôn êm ấm, hạnh phúc để họ an tâm tạo dựng sự nghiệp. 1. Người phụ nữ tốt bụng. Nếu một người phụ nữ có tấm lòng thiện lương thì hầu hết sẽ được đàn ông thích. Nếu đàn ông nào không thích phụ nữ lương thiện thì hẳn là anh ta cũng không phải là người tốt gì. Cho nên, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Một phụ nữ tốt bụng sẽ hấp dẫn những người đàn ông tử tế. Hơn nữa, còn được họ đối đãi ôn nhu, ân cần. Shakespeare nói, trái tim tốt là vàng. Lòng tốt của một người quý giá như vàng và hiếm hơn vàng. Bởi vì trong thế giới này, gần như ai cũng vì lợi ích riêng của mình mà làm tổn thương người khác. Rất ít người duy trì được sự tỉnh táo và bình tĩnh. Một số người thường trông đặc biệt tốt bụng, nhưng khi bạn và người đó liên quan đến một số mối quan hệ lợi ích, bạn sẽ thấy người này sẽ phơi bày bộ mặt u ám khó lường của họ, cũng sẽ làm cho bạn mất rất nhiều thứ, khiến bạn phải nhìn họ bằng ánh mắt khác. Cho nên, nói cuộc đời không dễ dàng gặp một người có thể đối đãi với mình thực sự chân thành. Đàn ông, một khi đã trưởng thành, đều hiểu được thực tế này, nên một khi gặp được phụ nữ thiện lương, họ đều đặc biệt quý trọng. Qua điều này, cũng muốn nói với phụ nữ rằng, mặc dù làm người cần thiện lương, nhưng nếu bạn gặp một người không hiểu lòng tốt của bạn, với những người như vậy, tốt nhất đừng nên tiến quá xa. Hãy biết dừng lại đúng lúc, lòng tốt nên được dành cho những người thực sự cần. Có một số đàn ông sau khi gặp được phụ nữ tốt lại không biết trân trọng mà thường xuyên ức hiếp coi thường, luôn cảm thấy đối phương là món đồ để mình thỏa sức nhào nặn. Với những người không coi trọng mình như vậy, trong lòng bạn phải tự hiểu, dù một ngày nào đó người kia cũng sẽ rời xa bạn mà đi. Một người phụ nữ nếu tốt bụng cũng sẽ không dễ bỏ rơi người mình yêu. Ngay cả khi trong lòng có u uất, họ cũng sẽ biết cách giấu vào sâu trong tim, để những phút giây ở bên người yêu sẽ là những phút giây vui vẻ, hạnh phúc, khiến tâm trạng đối phương ngày càng thoải mái. 2. Người phụ nữ hiếu thảo. Đàn ông cưới vợ, thoạt nhìn là cưới cho mình một người vợ, trên thực tế là vì cả gia đình. Cho nên, người phụ nữ có hiếu thuận hay không là vô cùng quan trọng. Trong xã hội ngày nay, rất nhiều gia đình chỉ có một con trai duy nhất. Vì vậy, nếu anh ta kết hôn, phải phụ nữ không có lòng hiếu thuận, trong cuộc sống ắt sẽ nảy sinh nhiều vấn đề. Ví dụ như, chuyện chăm sóc bố mẹ chồng, người phụ nữ không coi trọng chữ hiếu sẽ không bao giờ giúp đỡ, cũng sẽ mang lại cho cuộc sống của người chồng rất nhiều áp lực. Trong nhà có lúc sẽ xảy ra ít nhiều mâu thuẫn. Nếu người con dâu không hiếu thuận, cô ấy còn có thể làm tổn thương cha mẹ chồng, khiến trong lòng ông bà nảy sinh không ít phiền não. Nếu bố mẹ chồng già cả, bệnh tật, con dâu không những đã không giúp chăm nom, còn không biết giữ mồm, giữ miệng, thì sẽ mang lại rất nhiều áp lực cho cha mẹ của người đàn ông. Đàn ông khi cưới vợ, không cầu cưới một người phụ nữ gia đình giàu sang có thể dựa dẫm vào, cũng không muốn cưới một người vợ làm chuyện gì cũng không biết suy nghĩ kỹ lưỡng, mà chỉ mong cưới một phụ nữ ít nhất học được chữ hiếu. Người phụ nữ ấy nói chung gia giáo tốt, sau này sinh con đẻ cái cũng sẽ có phương pháp giáo dục con phù hợp, cũng biết dạy con hiếu kính cha mẹ, cơ bản
sẽ khiến người đàn ông có cảm giác an toàn. Cho nên, đàn ông biết nhìn xa trông rộng sẽ không chọn cô gái bất hòa, luôn đối nghịch với bố mẹ mình. Nếu cả hai chưa kết hôn, nhất định sẽ nói chuyện thẳng thắn với bạn gái về việc này. Nếu bạn gái vẫn cứng đầu, đa phần sẽ chọn chia tay. Cuộc sống bây giờ không thiếu những phụ nữ biết suy nghĩ thiệt hơn, có lòng hướng thiện, sẽ sống hòa thuận với bố mẹ chồng và khiến chồng yêu mình đến nghiện. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là bố mẹ chồng cũng phải đối xử tốt với cô ấy. Có người nói, tình người là hai trái tim chân thành đối xử với nhau, không phải là một trái tim để nuông chiều một trái tim khác. Xử lý mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu chính là hai bên cho và nhận một cách bình đẳng. Nếu đối phương tốt với mình nên tốt lại, nhưng nhiều người lại không hiểu lòng tốt của bên kia, khiến mọi chuyện vốn đơn giản lại trở nên phức tạp. 3. Người phụ nữ tự lực cánh sinh. Học cách sống một mình, dù xung quanh có người yêu thương hay không, đều không có vấn đề. Có những người phụ nữ sẽ luôn biết giữ cho trái tim họ tràn đầy và mạnh mẽ. Khi ai đó yêu họ, họ sẽ trân trọng, nhưng cũng sẽ không đánh mất chính mình vì tình yêu. Nếu không ai yêu họ, họ chỉ cần yêu bản thân mình. Một người có thể sống như vậy, cuộc sống lúc nào cũng sẽ rất tươi đẹp. Khi một người phụ nữ biết tự lực cánh sinh, người phụ nữ này sẽ cảm thấy có rất nhiều năng lượng trên thế giới, bản thân cũng sẽ trở nên đặc biệt mạnh mẽ. Một ngày nếu một người đàn ông rời khỏi họ, phụ nữ vẫn sống rất đặc biệt, không thẹn với đời. Khi đàn ông nhìn thấy người phụ nữ đã rời khỏi mình, vẫn sống đàng hoàng, khát khao chinh phục cô ấy, trong lòng anh ta sẽ càng mạnh mẽ hơn, khiến anh ta nhớ mãi không quên. Đối với cô ấy, loại trạng thái tinh thần này như nghiện. Đa phần, phụ nữ phải dựa vào người khác, cần đàn ông bảo vệ mình. Phụ nữ như vậy sẽ khiến đàn ông yêu mình nhiều hơn vài phần. Nhưng đôi khi cũng phải trở nên độc lập và tự lực cánh sinh, làm cho người đàn ông cảm thấy rằng không có anh ta, cô ấy vẫn có thể sống tốt hơn bất cứ ai. Một người biết cương nhu đúng lúc sẽ khiến người khác phải nể, bất kể là nam hay nữ đều vậy. Cuộc sống là của chính bạn. Vì vậy, buồn vui, sướng khổ, bạn phải là người tự làm chủ vận mệnh của mình. Không ai có thể đảm đương thay được. Phụ nữ nếu trong cuộc sống gặp phải một số điều không hạnh phúc, cũng phải tìm cho mình niềm vui, sống cởi mở một chút. Đó cũng là một biểu hiện mạnh mẽ, không phải cứ gặp điều gì khó lại đi tìm người đàn ông để nói chuyện, đặt hết hy vọng vào người đàn ông. Đôi khi phải tự tìm cách cứu chính mình. Bạn thân mến, chúng tôi hy vọng video này sẽ giúp bạn tránh chọn phải người vợ đều già để phải hối hận cả đời. Đồng thời, ba kiểu phụ nữ nêu trên, nếu cưới được thì có thể nói đó là phúc phần của bạn. Cho nên, hãy luôn trân trọng và giữ gìn cô ấy. Đến đây thì thời lượng của Triết Lý Nhân Sinh cũng xin được tạm dừng. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.